Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn ạ. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tính Tiền của mình ạ. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với hôm 2018 với bộ skin Thanh Bưởi. Bưởi này gọi là bưởi này gọi là bưởi da xanh chứ không phải bưởi năm roi nữa rồi. Bưởi này gọi là bưởi lai rồi. Tại sao bưởi lai xuống mình sẽ nói. Trong bộ skin lần này thì bên em Quan Dương có làm và fix cho mình, nhưng mà nói chung thì nó cũng gần giống thôi. Mà phải cắt cái đoạn này, phải cắt thẳng xuống cái mép này này, đó thì mới chuẩn skin. Nói chung thì bên con skin này thì nói chung thì con xe này được khung thân của nó được làm lại từ 2016, cho nên là cái cánh cửa của nó và một số thứ bên đằng trước đầu xe, chẳng hạn như bên cửa xe này thì nó vẫn chưa được cắt, và cái bên hông á, bên hông tài xế á, vẫn chưa được cắt, cắt theo kiểu cắt để làm skin đúng không ạ, chưa được cắt. Cho nên là khi các bạn làm skin thì khi làm skin thì chắc chắn là sẽ làm full skin tới đây luôn, và mép trên của cái đèn nên là nó không được chính xác lắm, phải làm ở mép dưới, kéo thẳng lên cái chỗ này này, ngay cái chỗ góc này này, ngay cái góc trên này này, đó kéo thẳng xuống dưới đây, cắt skin bạn, khi bạn người làm skin là cắt thẳng như vậy thì căn cũng rất là khó, cho nên là em Quan Vương cố gắng căn và cắt cho mình, nói chung là làm cho mình, nói chung là cũng gần giống với thực tế, hơi lệch nhẹ nhẹ thôi, không đáng bao nhiêu, mà thôi cái này thì có thể fix lại trong tương lai được đó. Hôm nay thì mình sẽ chạy thanh bưởi. Bưởi này như mình có nói là bưởi lai rồi chứ không phải bưởi năm roi nữa. Đây là chỉ gọi là mang thương hiệu thanh bưởi và màu sơn giống thanh bưởi thôi, chứ còn xe là xe của Tính Tiền này. Phải không ạ? Và anh em lần đầu tiên xem kênh của mình, video của mình, nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, share cũng như subscribe kênh YouTube mình để ủng hộ mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lên đường luôn ạ. Và bộ mâm của mình sử dụng là mâm Alucor, loại mâm mạ chrome, sáng bóng và đẹp. Đó. Thôi, hành khách thì đã lên xe đầy đủ hết cả rồi. Chúng ta sẽ lên đường luôn. Tắt đèn đi, tắt hết đi, rồi nó đỡ lag. Ok, chúng ta sẽ lên đường luôn ạ. Wow, mâm đẹp, mâm nhôm, mâm Alucor rất là đẹp. Đây là mâm theo tiêu chuẩn mâm của châu Âu và Mỹ các bạn, của toàn thế giới luôn chứ không phải một mình của Taco. Wow, mâm rất là đẹp, xe đẹp, mâm đẹp. Đây có một cái đường đất đi vô đây.
Ok, mình sẽ vô đây đổ dầu xíu ạ. Ngoài bến xe có một cây xăng, đúng là y bài luôn. Đổ dầu. Rồi, tắt máy đổ dầu nhá anh em. Để mình đổ dầu xíu. 38 lít. Rồi ok, chúng ta sẽ lên đường luôn ạ. Đẹp không? Bạn thấy bưởi năm bưởi gọi là bưởi bưởi lai cái này có đâu có đẹp không? Bưởi lai cũng rất là đẹp phải không bạn? Mâm hardcore này, skin này cắt gần giống với skin thực tế của thành bưởi rồi. Còn thiếu một vài chi tiết nhỏ thôi, mình nghĩ là không đáng bao nhiêu đâu. Hiện tại thì mình đang sử dụng một cái map, đó là map Colombia 1.33. Map này thì rất là nhiều đèo. Anh em có thể lên trang các cái trang mod của nước ngoài, tải mod về và mod vô. Mình chạy cái đoạn đường này rất là ít đèo. Giống như kiểu Thơ Mộng mình đang lên Bảo Lộc, lên Lâm Đồng đây. Lên Đà Lạt, lên Bảo Lộc đây. Đó. Chuyến xe ngày hôm nay của mình sẽ là lên từ mình đang ở nói chung là những con đường gọi là giống như kiểu lên Bảo Lộc các bạn, nên là những đoạn đường này thì nó thẳng rồi, cúi đèo rồi, thẳng rồi, nên là nó ít cua lắm. Khi nào mà lên tới đèo Bảo Lộc cơ. Đấy. Đây là cúi đèo rồi, hết đèo rồi, nên là nó ít đèo lắm. Nó cũng đường cũng có đè có quanh cua nhưng mà chủ yếu là cái đường bo nhẹ thôi chứ cũng không có cua gấp lắm đó. Chạy tốc độ cao khó mà bẻ lái lắm. Rồi, đi qua mấy bao cua chắc chạy từ từ thôi. Mình đã hạ cái traffic của game đi rồi cho nên là sẽ rất là ít xe chạy trên đường. Hạ xuống để cho nó đỡ giật và lag hơn các bạn. Ngược lại thì xe trên đường rất ít. Nó có chứ không phải là ít. Các bạn đừng nên bỏ hoàn toàn. Bỏ hoàn toàn thì không có một con xe nào chạy trên đường cũng chán lắm. Cứ đầu dốc bắt đầu này, cứ đầu con dốc lại có một khúc cua khá là gấp. Cho nên đôi khi cứ vừa qua cua phát gặp gấp, gặp cua gấp phát rồi. Bẻ lái không kịp, rồi mất lái thôi các bạn. Đó, là đâm sang bên kia đường tai nạn, đó chuyện tai nạn. Mình đang chạy khoảng 80+ km/h đây. May đường vắng đấy. Có thể video mình hơi bị rỗ nhẹ bởi vì máy mình chỗ mình nó không thực sự cao á, nó cùi lắm. Chạy cũng không ngon.
Thì xuất ra video ở trước đây, ở video thì cũng chỉ 720 nhưng mà khá là rỗ ạ. Vâng, đường rất là đẹp các bạn. Ồ, có xe máy kìa. Lâu lâu gặp mấy anh Grab đi đường Bảo Lộc. Wow, chỗ này nhiều dốc hơn nữa. Nó còn nhiều dốc hơn nữa chứ. Nhiều dốc hơn chỗ kia cơ. Nhiều đoạn đường rất là đẹp các bạn ạ. Phong cảnh đang rất là đẹp. Núi non hiểm trở, wow nghiêng này, wow nghiêng này, ôi phê, úi xùi ôi phê này, nghiêng này, nghiêng này. Nó vừa có bo cua, nó cong cong như được kiểu đường bo này, còn nghiêng xe nữa, nhìn phê vãi luôn đi. Lại gặp một bác Univer, à không phải, bác Seben, tưởng anh Univer chứ. Đường đây rất là ít xe, tức là đường lên núi, lên đèo, khác ít xe thật. Wow, khung cảnh đây đẹp thật, rất là đẹp luôn các bạn, khung cảnh đây rất là đẹp. Mình cứ toàn chạy 130 không à. Nhiều khúc bo cua 90, 80 không à.
đấy, chẳng hạn bo như thế này này bo này thì bo trăm mấy luôn đấy, 130 đấy. Trên thực tế mà rừng nằm mà bo chỗ đấy là chịu lật kia chứ mà. Cái độ văng nó rất là cao, vì chiều cao xe càng lớn và bạn chạy tốc độ càng cao thì cái trọng lực của xe nó càng cao. Khi mà ôm cua như vừa những cũ ôm cua hơi vậy bẻ lái như của mình vừa rồi là rất dễ bị lật, không phải dễ lật mà lật 100% luôn. Ui dốc này, ui dốc này, về thế. Lâu lâu cũng có một chút lắc nhẹ các bạn nhé, hơi lắc nhẹ lâu cũng có. Rồi tới thành phố rồi. Tới thành phố rồi, đi chậm chậm thôi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của xe. Wow, tới thành phố rồi. Tới thành phố cao nguyên Di Linh. À, mâm xe đẹp quá các bạn ơi, mâm xe rất là đẹp. Đây giống như kiểu biểu tượng của thành phố nhỉ. Ờ, bến xe nằm đâu nhỉ? Bến xe nằm đâu đây ta? Đổ dầu rồi, mình đổ dầu rồi, đổ gì nữa? Đó. Đi chậm chậm để tìm bến xe các bạn. Kìa, bến xe nằm ở trong kia kìa, đó, kìa. Đó, bến xe nằm hơi khuất đó. Hơi khuất tầm nhìn đó, đó bến xe kìa đó. Ồ, xe đẹp không? Xe rất là đẹp quá, cực kỳ đẹp. Rồi, tới bến rồi, chuẩn bị trả khách tại đấy nha anh em. Rồi, mình sẽ trả trong cái nhà ga trong kia. Dạ, trong kia, và video của mình xin được phép kết thúc đây nhé các bạn. Nếu các bạn đừng quên để lại cho mình một like như subscribe kênh YouTube của mình. Đối với những ai lần đầu tiên xem kênh của mình ạ. Cảm ơn các bạn đã coi video này của mình ạ. Một lần nữa xin cảm ơn ạ. Rồi, giờ cho khách vào đây. Cái map này làm rất là sáng các bạn. Làm rất là sáng. Rồi, ok. Trước khi mở cửa cho khách xuống thì chúng ta sẽ tham quan một vòng xe thêm một lần nữa. Rất là đẹp, xe rất là đẹp các bạn. Phải nói là rất là đẹp, sơn rất là đẹp. Hai nữa mình phải để đồ họa ở mức cao thì mới lột tả được cái mâm mạ chrome của mình lên được. Cái bóng này nó sáng, nó trắng, nó đẹp được. Đấy. Chứ để ở mức trung bình thì nó tối, nó giống như kiểu là mà thiếu sức sống ấy. Đấy. Phải để các bạn phải để đồ họa mức cao đấy, đấy. Ở đằng sau này không có chữ Taco, để mỗi chữ logo thôi thế cũng được, đẹp này. Để nhiều cho nó dối các bạn ạ. Rồi ok ạ, để mình mở cửa cho khách xuống. Rồi bật led lên, đèn lên cho sáng để cho khách xuống chứ này. Rồi tắt máy. Và như vậy thì video hôm nay của mình khám phá nhà xe, nói chung là bưởi lai của mình xin phép kết thúc đây nhé các bạn. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video lần sau ạ. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.